Hiện giờ là đúng 8 giờ sáng ngày thứ ba 25 tháng 2 2020. Mr. Lem đang ở nhà của cô Linh sau khi đưa hai đứa nó đi học về, thì mở cái đường link trực tiếp coi cái camera ở dưới nhà vì cách đây 30 phút lái xe. Trên này giờ này là đã nắng chang rồi, có gió thổi mạnh, trong khi chúng ta coi nghe cái màn hình trực tiếp của camera dưới thì gần biển cho nên vẫn còn sương mù. Xe người ta giờ này vẫn còn lái đến Sa Lạp, trong khi trên này thì vắng hoe. Đang coi trực tiếp qua camera số 2 đặt trên cái thân cây lý bên góc phải phía trước nhà Ivy.